AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFK Mobi. Và hôm nay thì Sao Bạc sẽ có video trải nghiệm một con game mobile có tên gọi là Sở Lưu Hương Mobile. Con game này nếu mà anh nào chưa biết thì nó sẽ được phát hành tại Việt Nam trong thời gian tới với tên gọi là Nhất Mộng Giang Hồ VNG. Đúng rồi, như vậy là con game này sẽ được nhà hành VNG phát hành phối hợp cùng với NetEase phát hành tại thị trường Việt Nam. Tên gọi chính thức của con game này, của con Sở Lưu Hương này tại Việt Nam sẽ là Nhất Mộng Giang Hồ VNG nha anh em. Có thể là rất nhiều anh em đã biết đến con game Sở Lưu Hương Mobile này rồi, bởi vì đây là một con game rất là nổi tiếng ở bên Trung Quốc. Nó nổi tiếng không chỉ vì đồ họa, không chỉ vì gameplay, mà là nó còn nổi tiếng về việc đây là một con game mobile mà sở hữu cái dung lượng cực kỳ lớn đối với một con game mobile. Cụ thể thì dung lượng của con game mình cứ dùng cái tên gọi là Nhất Mộng Giang Hồ nhá, cho anh em quen. Đó, thì đối với con Nhất Mộng Giang Hồ này thì nó sẽ có dung lượng ở bản mobile đó là khoảng gần 10GB. Anh em, game mobile mà dung lượng khoảng 10GB là anh em biết là khá là nặng rồi đấy. Ngoài ra thì con Nhất Mộng Giang Hồ này nó sẽ có một cái phiên bản PC nữa. Bản PC nó sẽ có dung lượng rơi vào khoảng 30GB. Tức là bản PC thì nó sẽ đồ họa đẹp nhất rồi, đồ họa nó đẹp. Còn bản mobile thì nó đã được giảm chất lượng đồ họa đi rồi, nén lại các thứ để cho giảm bớt dung lượng đi. Nhưng mà giảm thì nó cũng chỉ giảm được 3 lần thôi, là còn 10GB. Thế nên là đối với con Nhất Mộng Giang Hồ này, anh em sẽ cần một cái thiết bị máy. Thứ nhất là phải dư nhiều ổ cứng. Máy bạn nào mà tầm 32GB bộ nhớ chắc là chịu, không chơi được, cài được con game này đâu. Đấy, nếu bạn nào mình khuyên là máy bạn nào ít nhất phải 64GB thì có thể cài được cái con game này. Và phải chống khoảng hơn 10GB bộ nhớ điện thoại thì có thể cài được nhá. Ngoài ra để mà có một cái chất lượng đồ họa đẹp nhất thì anh em nên có những cái chip cao cấp một chút thì có thể trải nghiệm với đồ họa đẹp nhất. Không thì anh em sẽ phải chơi bản PC. Mình cũng chưa rõ là bản tại Việt Nam thì nó có bản PC hay không, nhưng mà mình cứ nói đến bản mobile trước nhá. Rồi, ở đây thì Sói Bạc đã tải game rồi và mình đang chơi bằng giả lập. Tại sao mình chọn giả lập? Mình không chọn bản PC bởi mình muốn xem là nếu anh em với việc anh em lười cài 30GB thì bản giả lập có đáp ứng được không. Và các bạn thấy là về mặt cơ bản thì cái đồ họa ở giả lập nó sẽ không đẹp được bằng trên điện thoại hoặc là trên PC nha. Giả lập thì nó sẽ giảm dung lượng của hình xuống. Đó thì anh em lưu ý. Có lẽ là mình sẽ đổi giả lập đi. Mình đang dùng cái BlueStacks, mình sẽ dùng sang Nox Player để so sánh cho anh em xem nhá. Ok anh em ơi, sau khi mình đổi sang cái trình giả lập mới đó là Nox Player, anh em mình nhìn thấy không, chất lượng hình ảnh khác hẳn luôn. Tóm lại để mà chơi, nếu mà bạn nào muốn gọn nhẹ và tối ưu nhất thì anh em có thể chơi bằng giả lập nhá. Và mình recommend là anh em nên dùng cái Nox Player ấy, thì nó sẽ có chất lượng đồ họa khá là ok. Chứ còn cái BlueStacks lúc đầu mình dùng thì thật sự là rất là lởm luôn. Hôm nào ở cái video lần sau ấy, mình sẽ đối với con Nhất Mộng Giang Hồ này thì mình sẽ làm một series nhá anh em nhá. Mình sẽ trải nghiệm sâu một tí. Ở cái video lần sau thì mình sẽ chơi thử bản PC xem. Cái bản PC đấy mình vừa check, mình đang tải thì là nó có khoảng dung lượng lên tới 52GB rồi anh em ạ. Quá kinh khủng luôn. Trời ơi. Rồi, quay trở lại với con Nhất Mộng Giang Hồ VNG này đi. Thì chúng ta đây là bản, mình chơi bản nước ngoài nhá, bản tiếng Trung nhá. Thì anh em cứ coi là Sở Lưu Hương hoặc là Nhất Mộng Giang Hồ đều được. Thì ở bản tiếng Trung này thì anh em sẽ có tận 9 lớp nhân vật để lựa chọn nha. Đó, 9 lớp nhân vật để lựa chọn. Thay vì là mình không rõ là bản Việt Nam sắp tới nên nó sẽ là bao nhiêu, nhưng mình nghĩ là sẽ không đến 9 lớp nhân vật đâu, nó sẽ mở dần dần. Thì mình đoán là bản Việt Nam sẽ tầm khoảng 5 đến 6 lớp nhân vật được mở thôi. Đó, các cái lớp nhân vật thật ra mình cũng chưa tìm hiểu lắm anh em ạ. Nhưng mà chắc là nó sẽ chia theo môn phái. Có lẽ vậy. Thực ra mình chưa tìm hiểu con Sở Lưu Hương này lắm, sorry anh em nhé. Thì chúng ta cứ biết nhìn rồi chọn qua thôi. Đấy, tùy vào nhân vật mà anh em để lựa chọn giới tính nhá. Chứ không, ví dụ đây nhân vật này chỉ có đấy, có thể chọn hình dáng hình tượng là người lớn hoặc là thiếu niên này. Đấy, đây như kiểu thiếu lâm á. Đây là lớp nhân vật thứ 3, có vẻ như một lớp nhân vật hỗ trợ nhìn khá là yểu điệu. Đấy, cũng có thể tùy chọn thiếu nữ hoặc là loli. Đây lớp nhân vật thứ 4 nhá. Mình chúng ta sẽ đợi bản Việt Nam thì tìm hiểu tên các lớp nhân vật sau. Nhưng hiện tại thì đây chúng ta sẽ có các lớp nhân vật như thế này.
các bạn có thể xoay nhìn góc nhìn 3D nhá. Game này sau khi mình tải cài đặt xong thì có dung lượng khoảng gần 10GB. Đây là chơi bằng giả lập mobile. Còn trên PC, bản PC nó sẽ là 52GB. Quá dã man luôn. Lâm nhân vật thứ 5 này. Ồ, như kiểu sát thủ quá. Tạo hình khá là chất. Lâm nhân vật thứ 6, cầm đao. Dáng loli thì các bạn có thể tùy chọn nhé, thiếu nữ hoặc là loli. Đó. Rất là đẹp. Lâm nhân vật thứ 7 là cầm. Ồ, đây là nam, hình tượng nam và loli tiếp. Đó. Có vẻ như game này sẽ có rất nhiều hình tượng loli cho anh em lựa chọn ấy. Kiểu như thế. Đây, một lâm nhân vật thứ 8 này. Rất là đẹp luôn. Đây lâm nhân vật thứ 9 nhá. Đẹp chưa? Rất là đẹp luôn. Con game này thì Sở Lưu Hương này chất lượng đồ họa quá đẹp luôn rồi anh em ạ. Mặc dù nó ra mắt cũng khoảng 2-3 năm rồi, nhưng mà cho đến hiện tại mình thấy là một trong những con game mobile có đồ họa đẹp nhất hiện nay. Tất nhiên là đẹp thì đi cùng với việc là kén máy rồi, kén cấu hình. Rồi, có lẽ mình sẽ chọn lớp nhân vật thứ 3 này chơi nhá, để cho chắc chắn nhất. Là bởi vì là sao? Bởi vì có thể là ở phiên bản đầu tiên ấy, ở khi mới được phát hành tại Việt Nam, nó sẽ chỉ có 5 hoặc 6 lớp nhân vật đầu tiên được phát hành được ra mắt thôi. Đấy, bây giờ thì Sói Bạc sẽ tạo hình nhân vật này. Đối với con Nhất Mộng Giang Hồ hay là Sở Lưu Hương này thì anh em có thể tạo hình nhân vật rất là chi tiết nhá. Các bạn có thể tùy chọn sẵn một số cái preset có sẵn của game, hoặc là anh em có thể tùy biến theo phong cách của anh em. Đây, các bạn có thể tùy biến cực kỳ chi tiết luôn trên khuôn mặt của nhân vật, rồi các cái kiểu tóc. Đấy, chỉnh các cái kiểu tóc sao cho anh em ưng ý nhất. Mình sẽ để kiểu này đi. Đó, nhìn rất là... không biết là có đặt được tên ký tự Latin được không. Ok, mình sẽ tạm thời bỏ... nó không cho ký tự Latin thôi, mình sẽ để đặt tạm tên tiếng Trung vậy. Con game này thì cái phần tạo hình nhân vật thì thôi anh em, tùy anh em nhá. Nói qua cho anh em biết là game nó cho tùy chỉnh nhân vật thôi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ vào game và trải nghiệm. Thì Sói Bạc sẽ làm thành một cái series mình cố gắng là trải nghiệm. Thật ra không dám nói là trải nghiệm sâu hay là trải nghiệm để chi tiết để giới thiệu cho anh em, bởi vì cái hạn chế ngôn ngữ. Nhưng mà Sói Bạc cũng cố gắng chơi như một người chơi bình thường. Mình sẽ khám phá game để xem con game này nó thú vị như thế nào. Đó, đây là mục đích của Sói Bạc. Và trong cái tập 1 này thì mình sẽ chơi khoảng 30 phút, hơn 30 phút một chút. Đấy, làm quen với game. Đây là cái clip, một clip cinematic giới thiệu cốt truyện của game. Rất là đẹp luôn. NetEase là một trong những nhà sản xuất game của Trung Quốc, đứng thứ 2 tại Trung Quốc, và họ đầu tư bất kể rất là nhiều tựa game của họ. Rất là đầu... chưa nói đến gameplay nhá, nhưng mà chỉ cần cái phần cốt truyện thôi là họ rất là đầu tư về phần cinematic cốt truyện. Thực sự là rất là đẹp. Rất là nhiều game của NetEase rồi. Bạn nào hay chơi game của NetEase sẽ biết là họ đầu tư cinematic rất là nhiều. Đặc biệt là anh em nào từng chơi Thiện Nữ U Hồn là biết đấy. Như mình đã nói thì ở video sau thì mình sẽ chơi thử bản PC nhá. Bản PC nó với dung lượng 52GB thì chắc chắn là đồ họa nó sẽ đẹp hơn thế này rất là nhiều. Ở đây mình dùng giả lập thôi. Nhưng mà mình thấy là anh em nếu mà muốn cân bằng nhất, lo nòng máy tốn pin rồi lo làm dung lượng quá nặng, thì anh em phải dùng giả lập để chơi nhá. Chất lượng hình ảnh ở mức tầm trung thôi, nhưng mà cũng rất là đẹp rồi. Còn nếu muốn đẹp nhất thì anh em nên chơi bản PC. Đây cũng là một cái thắc mắc như mình đã nói từ đầu là mình không biết là bản Việt Nam thì có ra mắt bản PC không, nhưng mà mình nghĩ là có đấy. Bởi vì nếu có bản PC nó sẽ giúp anh em tận hưởng đồ họa và cũng không lo là nóng máy tốn pin. Chứ còn đây mình dùng giả lập này thì chất lượng thuộc dạng khá thôi. Mặc dù nó cũng là đẹp rồi nhưng mà nó sẽ không đẹp bằng khi anh em để mắt setting ở trên PC hoặc là những cái thiết bị mobile cao cấp. Đấy, thì anh em lưu ý. Nhưng mà chơi trên mobile thì nếu các bạn để mắt setting thì chắc chắn là nó sẽ bị nóng máy tốn pin rồi. Thế nên là mình nói là bản chơi trên PC bao giờ nó tối ưu nhất anh em ạ. Không lo nóng máy tốn pin và cấu hình nó cũng đáp ứng được đối với con game này. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu trải nghiệm nhá.
Ở đây các bạn có thể tùy chỉnh góc nhìn 2.5D hoặc 3D, mình sẽ chọn 3D đi. Các bạn sẽ có một analog bên trái để di chuyển này, xoay 360 độ. Đó. Chất lượng đồ họa thì chúng ta đang vào phần setting. Đây phần hình ảnh này. Nó chưa phải cao nhất anh em thấy không? Bản PC thì các bạn sẽ mở được rất là nhiều cái giới hạn đồ họa lên. Nhưng mà bản mobile thì chỉ được như thế này thôi. Nhưng mà mình thấy là rất đẹp rồi. Khá là ổn áp rồi. Rồi, vì là toàn tiếng Trung nên là thôi cứ trải nghiệm chơi cho biết nhá. Còn cái nào còn để nếu mà chi tiết hơn thì anh em đợi bản Việt thì sẽ test rõ hơn. Có lẽ là bây giờ tháng 8 à, có lẽ là đầu tháng 9 thôi thì con game Sở Lưu Hương hay còn gọi là Nhất Mộng Giang Hồ VNG này sẽ được phát hành tại Việt Nam. Mình nghĩ là tầm khoảng đầu tháng 9 ấy. Vì con game này là game bom tấn nên chắc chắn là nhà phát hành VNG sẽ phải PR quảng cáo rất là nhiều. Thêm nữa là vì đây là một con game bom tấn nên là thật sự là nó, mình sói bạc cũng phải chia sẻ nó là nó rất là kén người chơi. Bom tấn thì bom tấn nhưng mà với cái cấu hình và dung lượng như vậy thì nó rất là kén người chơi. Mình sẽ có một video khác mình chia sẻ những cái suy nghĩ của mình khi mà con Nhất Mộng Giang Hồ này được phát hành tại Việt Nam nhá. Đấy là những cái suy nghĩ chia sẻ mà cảm nhận của mình thôi. Và ở video sau mình sẽ làm một video riêng. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục trải nghiệm Nhất Mộng Giang Hồ. Thật ra đặt cái tên Nhất Mộng Giang Hồ mình thấy là cũng khá là hay. Đây phần cốt truyện này, các bạn là anh em có thể xem cốt truyện nhận thưởng. Bạn thấy không, chơi bằng giả lập thì nó vẫn hơi giật một chút. Game rất là nặng nhá. Hôm sau mình sẽ chơi bản PC để xem. PC thì cấu hình máy mình khá là thoải mái, không có vấn đề gì cả. Đấy. Đây là một con game về đề tài kiếm hiệp. Các bạn thấy là nó sẽ không màu mè như những cái con game Trung Quốc khác, mà các cái động tác chiến đấu nhân vật được làm rất là thanh thoát, đẹp mắt, hiệu ứng không quá lòe loẹt, không lòe loẹt nhá. Hiệu ứng đẹp nhưng mà không lòe loẹt. Thật sự là rất là ấn tượng. Thực ra mình ấn tượng với con game này lâu rồi. Chẳng qua anh em nào chưa biết thì mình giới thiệu lại thôi. Nhưng mà mình nghĩ là rất là nhiều anh em đã biết đến cái con game Sở Lưu Hương này rồi. Hay thôi mình cứ gọi là tên là Nhất Mộng Giang Hồ nhá, cho anh em quen dần đi. Thì anh em đã quen với con Nhất Mộng Giang Hồ này rồi. Đây phần cốt truyện thôi, mình sẽ bỏ qua cốt truyện đi, cũng không ảnh hưởng lắm. Thật ra xem thì nó sẽ thưởng em vài cái thôi. Giao diện game làm rất là gọn nha. Các bạn sẽ có một cái khoảng không để cái khoảng phía trước để nhìn nhân vật. Đây, chúng ta hệ thống lướt né này. Chiến đấu lớp nhân vật này của mình thì là đánh phép tầm xa. Thật ra thì biết thế mình chọn lớp nhân vật khác. Mình không thích mấy phái đánh phép lắm, nhưng không sao. À, sau này các bạn có khinh công nữa. Game mình cũng có khinh công luôn nha anh em nhá. Tí nữa thì mình sẽ biểu diễn khinh công cho anh em xem. Boss này châu bò nhỉ. Rồi ok. Các bạn thấy không, mình chơi bằng giả lập và nó hơi giật. Nó chưa tối ưu tốt lắm. Không phải tối ưu tốt lắm mà bởi vì là bản thân thì con game này nó cũng khá là nặng rồi. Nó không hề nhẹ một chút nào cả. Ok, mình sẽ tiếp tục trải nghiệm nha. Mình sẽ cố gắng làm thành một series trải nghiệm nha anh em nhá. Tất nhiên là như mình đã nói thì cái vấn đề ngôn ngữ là một cái rào cản khá là lớn nên là có thể là mình sẽ nói sai một vài điểm gì đó hoặc là mình không hiểu cái gì đó thì anh em thông cảm. Thật ra thì hồi xưa là con game này đã có một cái dự án là Việt hóa game này rồi. Nhưng mà hình như là cũng bỏ bê, cái nhóm Việt hóa đấy cũng bỏ bê lâu rồi thì phải. Và bây giờ thì đó, chúng ta có hệ thống khinh công rất là đẹp luôn. Khinh công của con game Sở Lưu Hương này rất là đẹp. Rất là đẹp luôn.
Con game này ra mắt ở Trung Quốc vào năm 2018 hay 2019 rồi ấy. Bây giờ đến nay nghe là hơn 2 năm rồi, nhưng mà đồ họa vẫn là một trong những con game có đồ họa game mobile có đồ họa đẹp nhất hiện nay. Và là bom tấn tại thị trường Trung Quốc. Chung là NetEase là một, có thể Tencent là một nhà phát hành lớn nhất tại Trung Quốc, nhưng mà mình đánh giá cao NetEase hơn ở những cái việc tạo game, làm game nhập vai. Mình đánh giá rất là cao NetEase hơn Tencent rất là nhiều. Tencent mạnh ở Trung Quốc bởi vì có Đột Kích rồi Liên Minh các thứ thôi, chứ còn game nhập vai của Tencent mình thấy cũng thường thôi. Như kiểu anh em biết là có con Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao đúng không? Nhưng mà tại Trung Quốc ấy, cái con anh em biết con game kiếm hiệp gì mà nhập vai kiếm hiệp gì mà thành công nhất ở Trung Quốc không? Đó là con Võ Lâm Truyền Kỳ, con GX3 ấy, Võ Lâm Truyền Kỳ 3 ấy. Con đấy, thật sự con đấy chơi rất là hay luôn. Bạn nào mà thích game nhập vai kiếm hiệp trên PC thì con đấy khá là lâu năm rồi, nhưng mà rất là đông người chơi tại bên Trung Quốc. Quay trở lại với con Nhất Mộng Giang Hồ này thì ở đây mình đang làm nhiệm vụ cốt truyện nhá. Cũng để anh em làm quen với cái thao tác di chuyển chiến đấu khinh công của nẹ nọ thôi. Cũng chưa có các cái tính năng mới được mở ra. Cái nhịp độ chơi con game Nhất Mộng Giang Hồ này thì nó cũng khá là chậm. Nó không phải dạng game mì ăn liền. Đây, phần cốt truyện này. Thật ra trước đây mình đã từng chơi con game này rồi, nhưng mà mình không chơi sâu thôi. Hồi xưa là mình cũng chỉ chơi khoảng 20-30 phút thôi, nên là cũng chưa hiểu game. Thế nên là đợt này nhân tiện là con game Nhất Mộng Giang Hồ này sắp về Việt Nam ấy, thế nên là mình sẽ chơi sâu hơn. Ôi, lại phải làm lại này. Nó có một cái phần cốt truyện bắt dùng QTE, tức là phải click trên màn hình nào. Anh em click nhanh nhá. Đang mải chém gió không ấn cái là phải làm lại. Ấn trượt. Đồ họa này chưa phải đẹp nhất nha. Hôm sau cho anh em xem cái đồ họa đẹp nhất là nó như thế nào. Con game này thì áp dụng cái công nghệ đồ họa của NetEase, họ tự trồng kết hợp với NVIDIA Physics, cái công nghệ vật lý tương tác, nên là cái chất lượng đồ họa game rất là xịn sò và cái hiệu ứng vật lý tương tác trong game rất là chân thực. Các bạn sẽ cảm nhận được thông qua quá trình trải nghiệm game nhé. Đó, đây là một clip cinematic này giới thiệu cốt truyện. Cái này thì đợi bản Việt về thì nó sẽ hiểu cốt truyện hơn. Đây là chơi cho biết thôi, khám phá các tính năng của game là chính, chứ còn cốt truyện của game thì hơi khó. Bạn nào phải biết tiếng Trung cơ. Anh em thấy không? Nãy giờ mình chơi khoảng 15 phút rồi mà đúng kiểu là mới là đầu game đấy. Anh em cảm giác là game nhịp độ nó rất là chậm và nó thiên về tình tiết cốt truyện rất là nhiều. Đây là một con game mình nghĩ là rất là đáng chơi đối bạn nào mà thích game hardcore nhá. Bạn nào phải thực sự thích cơ, thích game nhập vai kiếm hiệp rồi thích cái lối chơi không phải dạng mì ăn liền thì cái con Nhất Mộng Giang Hồ này mình nghĩ là đáp ứng được với anh em. Không phải ngẫu nhiên mà nó nổi tiếng bên Trung Quốc đâu anh em ạ. Không phải chỉ vì đồ họa đâu, mà còn vì gameplay nữa. Tất nhiên là không có cái gì hoàn hảo rồi. Con game này cũng sẽ, mình chắc chắn là nó sẽ có những cái điểm mà anh em khiến anh em không hài lòng. Nhưng mà về cơ bản so với mặt bằng chung thì cái con Nhân Mộng Giang Hồ này, mình nghĩ là gameplay nó sẽ có sự khác biệt và rất là đáng để anh em chơi thử. Đó. Ok, bây giờ thì Sói Bạc tiếp tục nha. Đó. Có một số phần cốt truyện này là mình không hiểu này, mình sẽ skip bỏ qua đi nhá. Đây bản đồ này rất là rộng. Xiao Yun, ta tỉnh không? A Fei, ngươi đừng bị thương nặng, gia sang nị sở sơ liễu. Xiao Yun, ta tỉnh không? Mình sẽ tua qua mấy phần đoạn hội thoại. Game này mà nhà hành VG dịch thuật thì cũng khá là chắc là mệt đấy, vì rất là nhiều đoạn hội thoại luôn. Lốt hơi lâu một tí. Game khá là nặng.
cảnh rất là đẹp, mặc dù là gọi là đẹp thôi, nhưng mà mình thấy cũng giá kể mà chơi bằng điện thoại xịn hoặc là chơi bằng bản PC thì mình nghĩ là sẽ đẹp hơn. Mình rất là háo hức khi mà hôm sau, để mình hôm sau mình chơi bản PC thử xem. Nói anh em không? Nói chuyện rất là nhiều luôn. Game nó như kiểu cho anh em xem một bộ phim ấy, có đầu phim này, tức là có mở bài, thân bài và kết bài. Nó không phải dạng miên liền. Rồi chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ. Tất nhiên là game thì cũng có auto rồi. Game mobile mà kiểu gì chả có auto. Rồi, mặc trang phục đấy, thay đổi trang phục luôn. Rất là trực quan. À, làm gì này? Đứng quan sát gì đây? Các bạn thấy không? Bối cảnh, khung cảnh nhìn xây dựng rất là đẹp luôn. Đây là mình chơi bằng giả lập thôi nhá, nhưng mà nó đã đẹp như này rồi. Không hiểu là cấu hình, mắc cấu hình của game này nó sẽ như thế nào anh em ạ. Đây, em nhân vật này của mình đứng đây làm gì đây? Tập yoga à? Ok, xong rồi. Đấy, chơi game không hiểu cốt truyện nó cay thế đấy. Mình còn đang tải game này, tải thêm dung lượng game này anh em thấy không? Game rất là nặng luôn. Mình đã tải bên ngoài rồi, bây giờ vào game vẫn tải thêm. Dã man con ngan thật, con này nó hơn dung lượng hơn 10 GB đấy. Sợ thật đấy. Game này thì nó kén người chơi lắm. Thề luôn, về Việt Nam nó kén người chơi dã man luôn ấy. Rồi, mình sẽ tiếp tục đi làm nhiệm vụ nha. À, chơi nãy giờ mới level 3 luôn, nhịp game rất là chậm. Bạn cần một con game hardcore thì cái con Nhân Mộng Giang Hồ này sẽ hoàn toàn đáp ứng được với anh em nhá. Mỗi hôm thì mỗi tập trong cái series này này thì mình sẽ chơi khoảng 30 40 phút nha anh em nhá. Đây, lựa chọn. Cay nhỉ, chơi game mà không hiểu, với đặc mấy con game hay như này mà chơi nó không hiểu nhân vật nói gì ấy. Khá là cay, nhưng thôi tạm thời bỏ qua đi. Nó chưa tải xong cái phần voice của nhân vật ấy, vẫn đang tải thêm dung lượng ấy. Nên anh em thỉnh thoảng thấy là sẽ mất, thỉnh thoảng mất tiếng. Nhưng mà cái đấy không phải lỗi game đâu, là do mình đang tải thêm dung lượng của game này. Chưa tải xong, đang vừa chơi vừa tải. Nên là nó cái phần voice của nhân vật ấy nó chưa tải về xong ấy. Đây, các cái menu chính ở trong game thì nó sẽ ẩn trong này. Đây là phần kỹ năng nhân vật. Chúng ta sẽ có khoảng 9 kỹ năng. Một cái đánh thường và bốn cái kỹ năng chủ động để các bạn kích hoạt. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có kỹ năng khinh công. Khá đơn giản như vậy thôi. Chuyện. Rồi mình sẽ bỏ qua phần câu chuyện nhé. Các ý không? Lúc mà nhân vật chạy, quần nào nó tung bay luôn. Hiệu ứng vật lý làm rất là thật luôn. Nó không bị cứng đơ như một số game khác. Mà các bạn thấy không? Quần nào tung bay này, nhìn như thật luôn. Đây là do áp dụng công nghệ Physics X của NVIDIA. Bối cảnh cái game này hình như là vào thời nhà Đường thì phải. Mình cũng chưa tìm hiểu nhiều. Sở Lưu Hương à? Sở Lưu Hương là phim này nào? Cái này là con có cả phim mà. Là một ở đúng rồi, Sở Lưu Hương là trong kiếm hiệp của Cổ Long ấy. Cổ Long thì mình cũng không 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 xem nhiều phim đâu. Cổ Long thì hồi xưa mình xem cái phim gì nhỉ, nhưng tôi quên mất tên rồi, phim gì nhỉ. Chuyện thì mình không đọc câu chuyện của Long nhiều.
Đó. Ô, sao có đeo khẩu trang này, phòng chống Covid à? Vãi. Đeo hẳn khẩu trang mà. Hay như là hồi xưa làm gì có nhá, hình như là nhà phát hành bên NetEase bên Trung Quốc họ mới thêm vào ấy, có khẩu trang này. Phòng chống Covid ạ. À. Ảo dạ man. Hồi xưa làm gì có đâu. Đấy, giờ là chế thêm khẩu trang vào này. Ảo thật đấy. Đeo cả khẩu trang luôn. Rồi chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ tiếp nha. Hơi lag. Hơi lag anh em ạ. Giờ phải làm gì đây? À. Phải chiến đấu à? À, phải đánh ba đứa này. À, phải khiêu chiến ba NPC này. Ok. Chơi đúng là chơi server nước ngoài khác nó hơi bị lag một chút. Hoặc là có thể do mình đang vừa chơi vừa tải thêm dung lượng của game ấy. Cái bản PC mà chơi trên PC ấy, nó nặng đến 52GB rồi anh em ạ. Dã man thật. Game game đa nền tảng của khác, sợ thật đấy. Đúng kiểu chất bom tấn luôn. Bạn thấy không? Nhịp độ game rất là chậm luôn. Nãy giờ là mình chỉ quanh quẩn mấy cái NPC như này thôi. Nó không phải dạng kiểu anh em vào đi làm nhiệm vụ vèo vèo lên cấp rồi mở khóa các tính năng mới đâu. Mà nó là một sự trải nghiệm về mặt hình ảnh, âm thanh cũng như cốt truyện. Sau đó thì nó mới mở ra các cái tính năng mới. Đấy, thì đây là cái điểm rất là đặc biệt của cái con Nhất Mộng Giang Hồ này. Đấy giờ quanh đi quẩn lại mới level 5 mà chỉ quanh 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 cái map này thôi. Đang ở trong buổi tối à. Bỏ qua câu chuyện nha. Chúng ta sẽ vào. Ui. Zombie à? Vãi. Hiện tại thì game chưa mở auto nha nên mình phải đánh bằng tay. Nhưng mà sau này như là có auto thì phải. Đống này. Sợ thế. Khung cảnh rất là u tối luôn. Mở khóa thêm kỹ năng mới này. Cứ xa trăng khẩu biên số chất sức. Sì sức trao phê. Cứ xa liền mình tự chào chua là. Răng khai bà. Bà yào phóng ai vô kể xuyên yên phê yào. Thấy không? Nói chuyện rất là nhiều luôn mà không hiểu. Đi hái cây. À, cứ làm nhiệm vụ thôi. Các bạn nếu không hiểu ngôn ngữ thì anh em click vào nhiệm vụ thì nhân vật sẽ tự động di chuyển. Đó, sẽ chơi thì nó sẽ khó khăn hơn một chút. Và đặc biệt là với một con game như thế này thì cái việc anh em trải nghiệm mà không biết ngôn ngữ thật sự là khá là căng đấy. Đây, chúng ta có tính năng cái này như kiểu quà online này. Đây, các cái sự kiện in-game thì phải. Nếu mình không nhầm. À,
Đấy, các cái quà nó sẽ game nó sẽ tặng mình. Rồi, còn rất là nhiều cái tính năng mình chưa hiểu, cái này thì sẽ phải tìm hiểu sau thôi. Cái này như phải phần thành tựu này. Ok, cái đấy tìm hiểu sau đi, bây giờ mình cứ đi làm nhiệm vụ đấy nhá. Rồi. Hãy nhìn game nó hơi chậm đúng không? Em cảm giác nó chơi nó hơi buồn buồn một tí. Mà cứ từ từ, cái hay chắc là ở phần sau rồi anh em ạ. Thật ra chưa bao giờ thì Sói Bạc cũng chơi sâu con game này nên là mình cũng từ từ trải nghiệm thôi, cũng không có gì vội vàng cả. Và như mình đã nói thì đây là một con game khá là hardcore nên là mình cũng biết trước là game nó sẽ có một cái nhịp game nó khá là chậm rồi. Đấy, chơi nãy giờ là gần 30 phút mới lên được level 6. Là anh em biết, phải biết rồi đấy. Thật ra gọi là chơi 30 phút nhưng mà mình lại ngồi chém gió các thứ linh tinh chắc cũng phải mất khoảng 50 phút rồi. Tính ra mới chơi được khoảng 20 phút thôi. Rồi, tiếp tục trải nghiệm. Sau chúng ta có tính năng tủ đồ này. Đây là phần trang bị nhân vật nhá. Đó. Làm rất là đẹp. Sao game không có nhạc nhỉ? Chắc là do mình đang tải thêm dung lượng nên là nó chưa có nhạc nền. Nãy giờ để ý là chưa có nhạc nền game, nhạc in game. Có đấy, chẳng qua là chắc là do mình đang tải thêm dung lượng game thôi. Dã man thật. Lúc nãy trước khi vào game ấy, mình đã tải khoảng 7 GB rồi. Bây giờ vẫn tải thêm khoảng 3,5 GB nữa, chưa kể lung tung một số cái nữa. Thì hình như là bản mobile hiện tại, mình tính bản Trung Quốc nhá, thì khoảng 12 GB anh em ạ, 12-13 GB gì đó. Còn bản về Việt Nam thì mình nghĩ là nó sẽ cắt bớt cái phần nhân vật đi, chưa đầy đủ 9 nhân vật đâu. Nó chưa đầy đủ 9 nhân vật đâu. Thế nên là với cả nó cũng sẽ chưa đầy đủ content như bản Trung Quốc ấy, nên là dung lượng nó sẽ bản ở Việt Nam mình nghĩ sẽ khoảng 7-8 GB thôi. À, câu chuyện này không hiểu cái gì thôi nhưng mà có vẻ như là một cặp đôi yêu nhau nhưng mà bị người con gái này đã bị biến mất đó, rồi chàng trai nổi điên luôn đúng nhỉ, đúng kịch bản trong chuyện rồi. Cái này chắc là anh em nào phải đọc Sở Lưu Hương của Cổ Long rồi thì mới biết được nhỉ. Bạn nào mà phải đọc truyện của Cổ Long rồi thì mới biết được, chứ còn mình thì không rõ lắm. Hôm nào mình có thời gian mình sẽ ngồi đọc cái bộ mấy cái chuyện của Cổ Long. Thật ra thì mình thấy là Cổ Long viết hay mà. Một số bộ của Cổ Long hồi xưa mình có xem phim là cái bộ gì nhỉ? Tiểu Lý Phi Đao, Tiểu Lý Phi Đao này đúng không? Rồi bộ nào nhỉ? Tự nhiên tôi quên mất tên, gần đây tôi xem ấy. Có hai anh em xong rồi bị chia cách ra ấy, xong rồi để cho hai anh em giết lẫn nhau ấy. Tuy nhiên tôi quên mất tên rồi anh em ạ. Nhưng quên mất tên của bộ đấy. Tuyệt đại song kiêu, tuyệt đại song kiêu đúng rồi đúng rồi. Mình có xem bộ phim tuyệt đại song kiêu, mình thấy là cũng khá là hay. Câu chuyện cũng khá là hấp dẫn.
Nói chung là anh em ở Việt Nam thì vẫn yêu thích kiếm hiệp của Kim Dung nhất, bởi nó rất là gần gũi. Kiếm hiệp của Long thì cái cảnh mô tả các cái đòn đánh nó hơi bị nhanh quá. Còn Kim Dung thì nó tình hơn, nó cái thế giới giang hồ của Kim Dung nó chân thực hơn và nó sống động hơn của Long nhiều. Mình cảm đấy là cảm giác của mình. Mặc dù là mình chưa đọc cổ Long nhiều nhưng mà chúng ta sẽ đi bơi này. Thay quần áo. Xuống hộp bể bơi luôn anh em ạ. Giờ chúng anh em phải đi đâu nhỉ? Phải đi tắm. Tắm một chút, tắm tam chút. Ok. Chém vậy thôi chứ còn chúng ta sẽ tập trung vào chơi nhá. Thật ra mình cũng muốn rất là muốn xem gió với anh em về kiếm hiệp. Mình thì không phải là một con nghiện kiếm hiệp hay tiên hiệp, nhưng mình có xem phim, mình có đọc truyện. Dạo này tôi hồi xưa mình rất thích đọc tiên hiệp, nhưng mà bây giờ lại thích đọc mấy cái chuyện kiểu dạng lịch sử hay là quân sự ấy. Mặc dù biết là nó hơi tự sướng một tí, nhưng mà đọc đọc cho vui thôi, giết thời gian. Nói chung là cái văn hóa đọc là một cái văn hóa mình nghĩ là rất là khuyến khích anh em. Bất kể bạn đọc cái gì cũng được, sách về kiến thức, sách về chuyện chuyện tranh hoặc là chuyện chữ hoặc là những cái sách về dạy làm người, bla 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 tiểu thuyết kinh điển các thứ này nọ gì cũng được, nhưng mà anh em xây dựng một cái văn hóa đọc đọc sách đọc truyện thì mình nghĩ là rất là ok luôn. Chơi game chỉ để giải trí thôi, còn nếu mà thư giãn và biết thêm nhiều thứ nữa thì mình nghĩ là anh em nên đọc truyện. Ngay cả việc nhá, các bạn đi học mà đọc truyện nhiều ấy sẽ giúp anh em viết văn rất là tốt luôn. Các bạn có thể sao nhỉ, gọi là vay mượn từ ngữ của tác giả để viết vào bài văn của mình. Xây dựng cái vốn từ của anh em nó phong phú hơn ấy. Đấy, cái phần vốn từ nó là một cái thứ rất là quan trọng. Nhạc lên rồi này anh em ơi. Nhạc lên rồi, nghe rất là ghê rợn luôn. Đây, chúng ta đang ở trong một cái map gì đây? Mình cũng không biết nữa, nó cứ hư hư thực thực mờ ảo ấy. Bạn này thì không bỏ qua được. Trông sợ sợ nhỉ? Ở đây có hai có thiếu nữ đang ngồi này. Cái đồ họa này lúc mà đoạn cốt truyện này nó làm không đẹp bởi vì do cái hạn chế về cấu hình ấy. Nó xấu quá. Đồ họa clip này là nó đang chưa tải hết xong ấy nên các bạn nhìn không? Đồ họa rất là thô xấu luôn. Nhưng mà thực tế thì do là mình đang dùng giả lập thôi nên là nó không phải là cấu hình đẹp nhất ấy. Nên cái mấy cái đoạn cốt truyện này cái chất lượng đồ họa rất là kém. Hoặc là do có thể mình chưa tải game xong nên nó hơi xấu một tí. Thì anh em lưu ý nhá. Không bỏ qua được cái phần này nhỉ. Chém gió mà không hiểu cái gì chém làm gì. Cay dã man rồi đấy. Ui, cái gì đấy? Giật cả mình. Đang tu luyện cái gì? Đang tu luyện gì đấy? Kẻ xấu, kẻ xấu. Trông vẻ giống kẻ xấu. Con quạ này trông nó giống kẻ xấu rồi. Chúng ta sẽ phải bảo vệ, hình như là bảo vệ nữ nhân này, không cho thằng này nó phá đám. Lại thêm kỹ năng mới này đó. Trâu đây. Ở đâu rồi? Em thấy hôm nãy giờ mình chơi là đúng chỉ có đi tìm hiểu cốt truyện thôi, chưa có tính năng gì mới cả. Chắc là nếu mà tính năng chắc là phải hẹn anh em ở trong video lần sau rồi. Sao mấy em này lại biến thành kiểu như kiểu zombie này, sợ dã man. Nói
Biến thành zombie mới sợ chứ. Thôi thôi bỏ qua đi, đằng nào xem có hiểu cái deck gì đâu. Trâu đây. Đánh mã không chết này. À có cả. Đây là kỹ năng đặc biệt là búp máu à. Cái lớp nhân vật này của mình là thiên về tấn công phép và hỗ trợ thì phải. Cho đánh mãi nó không chết này. Đang nói chuyện gì đó nên nó chưa cho chết anh em ạ. Chứ mình đánh hết máu của nó rồi. Ok xong rồi. Mãi mới chết. Tu luyện cái gì này? Đấy, có nhạc nền này. Bây giờ có nhạc nền rồi, hay thế cơ mà. Game này chắc chắn là không để thiếu phần âm nhạc rồi. Ok, như vậy là Sói Bạc cũng trải nghiệm xong cái video tập đầu tiên trong series trải nghiệm con game mobile có tên gọi là Nhất Mộng Giang Hồ VNG, hay còn gọi là biết đến với cái tên gọi là Sở Lưu Hương Mobile. Thì trong video sau thì mình sẽ tiếp tục trải nghiệm con game này nhá. Mình sẽ khám phá con game này. Thật ra trong 40 phút trải nghiệm của mình thì nó cũng chưa chơi được nhiều, nó chưa có nhiều tính năng mới lắm. Nhưng mà đây là cũng là mục đích của game. Con game này là một con game bom tấn và nó thiên về mặt trải nghiệm rất là nhiều. Nó không phải dạng game miến liền nên là nhịp game nó rất là chậm. Thì anh em có thể hiểu được. Cảm ơn anh em đã theo dõi video lần này của Sói Bạc. Bạn nào thấy thú vị đừng quên like, chia sẻ nhá. Hẹn gặp lại anh em trong tập tiếp theo trong series trải nghiệm Nhất Mộng Giang Hồ VNG của Sói Bạc trên kênh App Cao Vi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobi, có mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi, chỉ ngay đi.